Xin chào các em học sinh, rất vui vì được gặp lại các em ở trong bài thứ 16, những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp 1946-1950. Sau Hiệp định Sơ bộ vào ngày 6 tháng 3 năm 46 và Bản Tạm ước vào ngày 14 tháng 9 năm 46, thì chúng ta đã chấp hành nghiêm chỉnh những hiệp định. Tuy nhiên thì thực dân Pháp lại liên tiếp bội ước, xóa bỏ những cái hiệp định đã ký. Chúng ta muốn hòa bình và chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng thì thực dân Pháp càng lên tới. Cho nên cuộc kháng chiến toàn quốc đã bùng nổ vào đêm ngày 19 tháng 12 năm 1946. Trong những năm đầu của cuộc kháng chiến từ năm 46 đến năm 50, chúng ta đã xây dựng lực lượng về mọi mặt, chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Bước đầu thì chúng ta đã giành được những cái thắng lợi quan trọng. Đó là chiến dịch Việt Bắc Thu Đông vào năm 1947 và chiến dịch biên giới Thu Đông vào năm 1950. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về những cái năm đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Và bài học của chúng ta thì gồm 4 nội dung, bao gồm thứ nhất đó là kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ. Thứ hai là cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Thứ ba là chiến dịch Việt Bắc Thu Đông vào năm 1947 và việc đẩy mạnh kháng chiến toàn diện. Cuối cùng là hoàn cảnh lịch sử mới và chiến dịch biên giới Thu Đông năm 1950. Trong video này thì cô và các bạn sẽ cùng nhau tìm hiểu về kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ. Như cô đã nói thì mặc dù Hiệp định Sơ bộ vào ngày 6 tháng 3 và Bản Tạm ước vào ngày 14 tháng 9 đã được ký kết giữa ta và Pháp, nhưng thực dân Pháp thì liên tiếp bội ước và vẫn đẩy mạnh việc chiến tranh xâm lược nước ta một lần nữa. Chúng liên tiếp khiêu khích ta, ví dụ như vào ngày 6 tháng 3 năm 1946, Pháp đã mở cuộc tấn công vào lực lượng cách mạng của ta ở Nam Bộ và Nam Trung Bộ. Cuối tháng 11 năm 1946, chúng khiêu khích tấn công ta ở Hải Phòng, Lạng Sơn và ở thủ đô Hà Nội. Ở Hà Nội thì thực dân Pháp bắn súng và ném lựu đạn nhiều nơi. Chúng đốt nhà thông tin ở phố Tràng Tiền, chiếm đóng cơ quan Bộ Tài chính. Chúng đã gây ra hàng loạt các cái vụ tàn sát đẫm máu ở phố Hàng Bún, phố Yên Ninh. Và đặc biệt nhất đó là vào ngày 18 tháng 12 năm 1946. Chúng đã gửi tối hậu thư đòi chính phủ ta phải giải tán lực lượng tự vệ chiến đấu để quân Pháp giữ gìn trật tự tại Hà Nội. Nếu những cái yêu cầu ở trong tối hậu thư không được đáp ứng và chậm nhất là vào sáng ngày 20 tháng 12 năm 1946 thì chúng sẽ đánh. Trước tình hình khẩn cấp của dân tộc, đòi hỏi Đảng và Nhà nước đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh cần phải có một số lựa chọn lịch sử và phải kịp thời có một quyết định chiến lược để xoay chuyển vận nước đang lâm nguy. Đảng và chính phủ ta, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhận thức sâu sắc rằng muốn cho cuộc kháng chiến thắng lợi, cần phải có một đường lối kháng chiến đứng đắn, phù hợp với tình hình Việt Nam lúc này. Ngày 18-19 tháng 12 năm 1946, thì Ban Thường vụ Trung ương Đảng họp do Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì thì đã nhận định tình hình và chỉ thị cho các địa phương là tất cả hãy sẵn sàng. Chiều ngày 19 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Võ Nguyên Giáp đã ra lệnh cho các đơn vị vũ trang sẵn sàng chiến đấu theo thời gian đã quy định. 20 giờ ngày 19 tháng 12 năm 1946, mệnh lệnh chiến đấu được bắt đầu. Quân dân thủ đô thì đã nổ súng mở đầu cho cuộc kháng chiến trong toàn quốc. Ngay khi tiếng súng kháng chiến toàn quốc bùng nổ, lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuyển đi khắp cả nước. Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến cùng với những tài liệu khác như chỉ thị toàn dân kháng chiến nhất định thắng lợi đã nêu bật những cái vấn đề căn bản nhất của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp, đó là toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh, tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế.
với đường lối kháng chiến là toàn dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ của quốc tế, thì chúng ta có thể được hiểu như sau. Về kháng chiến toàn dân, Đảng ta nhận thức được sâu sắc rằng cuộc kháng chiến của ta vì độc lập, thống nhất, dân chủ và tự cường là một cuộc chiến tranh nhân dân, toàn diện, trường kỳ, tự lực cánh sinh. Cách mạng kháng chiến là sự nghiệp của toàn dân, phải động viên toàn dân tham gia kháng chiến và phải kháng chiến ở khắp nơi. Trong cuộc kháng chiến này, lúc đầu so sánh lực lượng rất chênh lệch, ta yếu hơn địch. Cho nên chúng ta phải động viên được sức mạnh của toàn dân, tạo ra được sức mạnh tổng hợp để chuyển yếu thành mạnh, chuyển bại thành thắng để chiến thắng kẻ thù. Chiến tranh nhân dân, kháng chiến toàn dân là nội dung chủ đạo của đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng. Về kháng chiến toàn diện, kẻ địch không chỉ đánh ta về quân sự mà chúng còn đánh ta về mọi mặt. Cho nên chúng ta phải đánh chúng toàn diện trên tất cả lĩnh vực, từ quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa hay là ngoại giao. Còn về kháng chiến trường kỳ, so sánh lực lượng giữa ta và địch, lúc đầu có sự chênh lệch, chúng ta cần phải có thời gian để xây dựng lực lượng, để chuyển yếu thành mạnh, chuyển bại thành thắng, chiến thắng kẻ thù. Thời gian chính là lực lượng của ta, cho nên cuộc kháng chiến không thể kết thúc nhanh mà phải lâu dài. Nhưng lâu dài không có nghĩa là trường kỳ mai phục, mà lâu dài là thời gian cần thiết để chúng ta có thể chuyển hóa lực lượng từ phòng ngự sang cầm cự, giằng co với địch, tiến tới phản công và giành thắng lợi cuối cùng. Còn về kháng chiến tự lực cánh sinh, đó là cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam. Nhân dân Việt Nam phải tự đứng lên kháng chiến, giành lấy độc lập dân tộc, không thể trông chờ vào các thế lực bên ngoài. Và trong cuộc kháng chiến này, với sự nỗ lực cao nhất của toàn đảng, toàn dân và toàn quân, chúng ta cần phải có sự ủng hộ, giúp đỡ, chí nghĩa, chí tình có hiệu quả của bạn bè quốc tế. Như vậy thì cô và các bạn đã cùng nhau tìm hiểu về hoàn cảnh cũng như nội dung về kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp bùng nổ từ năm 1946. Trong video ngày hôm sau thì cô và các bạn sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cuộc chiến đấu ở các đô thị và việc chuẩn bị cho cuộc kháng chiến lâu dài. Trong video này thì có rất là nhiều nội dung hấp dẫn. Các bạn đừng quên ấn theo dõi kênh để cùng cô đón xem những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.